Tiểu sử Xuân Bắc, cuộc đời và sự nghiệp. Qua vai diễn núi ở trong bộ phim Sóng ở đáy sông thì tên tuổi của Xuân Bắc đã được nhắc đến nhiều hơn. Công chúng càng trở nên yêu thích và đón đợi các vai diễn tiếp theo mà chàng diễn viên trẻ tuổi ngày ấy sẽ tham gia. Không phụ lòng mong mỏi của khán giả, Xuân Bắc dần dần lấn sâu, thành công hơn trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Không chỉ các bộ phim truyền hình mà anh còn tham gia đóng rất nhiều các vở hài kịch, mang đến tiếng cười cho mọi người. Cặp đôi Xuân Bắc Tự Long giống như một thương hiệu. Hai người này khi đi với nhau, dù ở bất cứ đâu đều mang tiếng cười đến cho những người xung quanh. Tên thật của Xuân Bắc là Nguyễn Xuân Bắc, anh sinh năm 1976, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường. Tuổi nhỏ của anh cũng trải qua rất nhiều khó khăn. Thế nhưng trong sự bao bọc của cha mẹ, trong sự hy sinh không biết mệt mỏi của họ mà anh đã trưởng thành, lớn lên, tham gia học tập ở các trường khác nhau và trở thành một diễn viên, một MC nổi tiếng như hiện tại. Từ năm 1982 đến năm 1987, Xuân Bắc tham gia học trường cấp 1 Hòa Bình tại thành phố Việt Trì. Cho tới năm 1987 đến 1991 thì anh tham gia học trung học cơ sở Lý Tự Trọng, cũng tại thành phố Việt Trì. Năm 1991 đến 1994 là thời điểm anh học cấp 3 tại trường Trung học Phổ thông Công nghiệp Việt Trì. Sau đó anh tham gia học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ngay sau khi tốt nghiệp vào năm 1998, anh đã được làm việc tại vị trí một MC trong Nhà hát kịch Việt Nam và một số chương trình truyền hình anh tham gia đã khiến anh có cơ hội thể hiện được tài năng của mình, học hỏi kinh nghiệm cũng như đúc rút cho các bài học cần thiết để phát triển sự nghiệp. Cuộc đời riêng tư và tình yêu của Xuân Bắc rất đơn giản. Anh không quá ồn ào trong chuyện tình cảm cá nhân và nhanh chóng kết hôn vào năm 2006. Sau khi kết hôn, sự nghiệp của anh thăng tiến nhanh chóng hơn. Có lẽ vì nhờ vào một hậu phương vững chắc mà anh toàn tâm, toàn ý dốc sức cho công việc, xây dựng sự nghiệp của mình. Không chỉ là một diễn viên có tài năng, một MC nổi tiếng, Xuân Bắc còn có vai trò rất quan trọng khi tham gia vào những hoạt động đoàn thể. Danh hiệu thanh niên ưu tú thủ đô được trao tặng cho Xuân Bắc khi anh nhiệt tình tham gia những hoạt động đoàn thể để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Tháng 11 năm 2010, UNICEF đã lựa chọn Xuân Bắc làm đại sứ thiện chí về khía cạnh môi trường và nước sạch. Đây là một trong những lời khẳng định có ý nghĩa nhất khi mà một tổ chức lớn đánh giá rất cao tài năng cũng như đạo đức lối sống của chàng diễn viên này. Và Xuân Bắc cũng từ đó ý thức được trách nhiệm của mình. Anh luôn hoàn thành tốt mọi trách nhiệm được giao, làm việc một cách tận tâm, có sự cống hiến, nên thành quả đạt được luôn vượt mức chỉ tiêu mà anh đề ra. Sự nghiệp nghệ thuật vất vả của anh chàng sinh viên nghèo. Sự nghiệp diễn xuất, làm MC của mình, Xuân Bắc đã phải trải qua khá nhiều khó khăn vất vả. 12A và 4H chính là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Xuân Bắc khi anh còn là một thanh niên đang theo học tại Đại học Sân khấu Điện ảnh. Lúc bấy giờ anh hoàn toàn chưa có tên tuổi trên màn ảnh nhỏ. Đề tài của bộ phim là dành cho lứa tuổi học trò, khi xoay quanh những câu chuyện tình yêu, tình bạn bè và những ước mơ trong trẻo của tuổi trẻ. Trong phim, Xuân Bắc đảm nhận vai Thiện, chàng trai rụt rè của lớp 12A. Tuy chỉ là một vai phụ, nhưng Xuân Bắc cũng kịp gây được ấn tượng với khán giả bởi sự tươi trẻ, hồn nhiên của mình. Sau thành công của bộ phim, Xuân Bắc cùng những tên tuổi trẻ khác trong bộ phim đã tạo dấu ấn nhất định trên bước đường nghiệp diễn của mình. Đi lên từ thất bại này đến thất bại khác, cuối cùng những cố gắng đó của anh cũng được đền đáp và công nhận. Khi mà anh được trao tặng một danh hiệu vô cùng trân quý, đó là nghệ sĩ ưu tú vào tháng 1 năm 2016. Ở thời điểm này, những chương trình mà Xuân Bắc đã tham gia như Táo Quân gặp nhau cuối năm, chương trình Hỏi xoáy đáp xoay, Đuổi hình bắt chữ, Hành trình kết nối những trái tim, Vũ điệu tuổi xanh, chương trình Thiếu nhi đồ rê mí, chương trình Ơn rời cậu đây rồi, thật sự đã thu hút rất nhiều người theo dõi, mang đến cho nhà sản xuất lợi nhuận cao, phát triển ngành giải trí của đất nước chúng ta thêm phong phú, thêm đặc sắc. Tháng 9 năm 2018, Xuân Bắc đã được bổ nhiệm vào vị trí Phó Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố. Tháng 1 năm 2021, anh giữ trọng trách Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam. Khi mà Nhà hát kịch Việt Nam đề nghị đưa Xuân Bắc vào vị trí này, thì ngay lập tức Bộ Văn hóa đã đồng ý chấp thuận,
bởi họ cũng nhận thấy được năng lực thực sự của anh cũng như đạo đức lối sống lành mạnh, đủ sức thuyết phục để làm một người lãnh đạo, một người dẫn dắt. Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật nước nhà, đây là một lời đền đáp xứng đáng dành cho Xuân Bắc ở thời điểm này. Trong vai trò của một diễn viên thì Xuân Bắc biến hóa rất linh hoạt trong từng vai diễn của mình, thể hiện được cái hồn của nhân vật, làm việc chuyên nghiệp từ giờ giấc tới diễn xuất. Bởi vậy mà các đạo diễn, nhà sản xuất rất yêu thích, đồng thời thường xuyên mời Xuân Bắc về tham gia dự án của mình. Những bộ phim có sự góp mặt của Xuân Bắc luôn thu hút được rất nhiều khán giả. Thậm chí có những bộ phim được ra mắt phòng chiếu từ rất lâu, nhưng đến hiện tại người ta vẫn tìm kiếm để xem lại vì yêu thích nhân vật do Xuân Bắc đóng vai. Trong vai trò của một MC thì Xuân Bắc thật sự thể hiện quá xuất sắc. Anh dẫn dắt chương trình không thua kém gì Trấn Thành hay Trường Giang. Những vở hài kịch anh đóng luôn luôn mang đến nụ cười cho người xem. Sự hóm hỉnh, khuôn mặt thản nhiên cũng như lối diễn rất tự nhiên của anh đã giúp cho Xuân Bắc ghi điểm được trong lòng của người hâm mộ. Mối tình 20 năm với tiểu thư nhà giàu thu nhập 100 triệu. Ít ai biết rằng đằng sau sự thành công của nghệ sĩ Xuân Bắc chính là hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, bản lĩnh có thể giúp anh quán xuyến tất cả mọi việc lớn nhỏ trong gia đình. Trong suốt 15 năm qua, cuộc hôn nhân của nam danh hài vẫn luôn được khán giả dành sự quan tâm đặc biệt. Sau khi kết hôn với nam tào Xuân Bắc, chị Nguyễn Hồng Nhung, cô tiểu thư cành vàng lá ngọc trốn Hà Thành ngày nào, nay đã dần lui về phía hậu phương để vun vén cho sự nghiệp của người chồng nghệ sĩ. Vợ nghệ sĩ Xuân Bắc tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Nhung, sinh năm 1982, vốn là tiểu thư của một gia đình đại gia có tiếng ở Hà Nội từ nhiều năm về trước. Khi quen biết với cô, nghệ sĩ Xuân Bắc chưa có được vị trí như hiện tại. Cuộc tình bắt đầu khi Hồng Nhung tham gia tiểu phẩm hài của Xuân Bắc trong gala gặp nhau cuối năm 2004 với vai diễn Tạ Thị Lạng. Năm ấy, Xuân Bắc vào vai một chàng trai si tình nhưng nhát gái, yêu mến cô Tạ Thị Lạng nhưng không dám tỏ tình. Sau khi được quân sư Tự Long bày cách, anh chàng đã tìm tới cô để bày tỏ tình cảm. Đúng 2 năm sau, ngày Xuân Bắc tỏ tình trên sân khấu, cô gái Tạ Thị Lạng năm ấy đã chính thức trở thành vợ của nam danh hài. Sau khi kết hôn, vợ nghệ sĩ Xuân Bắc không theo nghiệp diễn mà trở thành giảng viên tại khoa sân khấu Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Trong bài văn của mình, bé Bi Béo từng tiết lộ mẹ có công việc với nguồn thu nhập loanh quanh cũng 100 triệu một tháng. Bận rộn là vậy, nhưng bà xã nghệ sĩ Xuân Bắc vẫn luôn dành thời gian quan tâm chuyện học hành của con cái. Nhờ được nghiêm khắc dạy dỗ nên hai cậu con trai của cô luôn tự giác học hành và rất ngoan ngoãn, lễ phép. Trong một chương trình truyền hình, nghệ sĩ Xuân Bắc từng có những chia sẻ ngắn gọn về người vợ đảm đang. Dù có đi ra ngoài làm việc căng thẳng thế nào đi chăng nữa, khi về nhà thấy vợ mình cười là mọi mệt mỏi và phiền muộn đều tan biến hết. Hiện nay, Hồng Nhung và Xuân Bắc đã có chung với nhau ba cậu con trai đáng yêu kháu khỉnh. Không chỉ là một người vợ đảm đang, Hồng Nhung còn là hậu phương quyền lực của nghệ sĩ Xuân Bắc. Nam danh hài khẳng định rằng mọi quyết định của anh đều có sự can thiệp khích lệ của vợ. Chia sẻ về quyết định tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế, anh cho biết: "Vợ bật đèn xanh là tôi lên đường, chứ nói thật dù có thích chương trình đến mấy mà bà xã đứng chỉ tay lắc đầu thì thôi, hai bố con cũng nhanh chóng lên giường đi ngủ." Dù kết hôn đã nhiều năm nhưng cặp đôi Xuân Bắc Hồng Nhung vẫn không ngại chia sẻ những hình ảnh sánh đôi cùng nhau như thuở mới yêu. Anh từng thừa nhận rằng không có người phụ nữ nào có thể đứng cạnh vợ mình. "Khi có vợ con rồi thì tôi rất rõ ràng. Thứ nhất, không có bất kỳ người con gái nào đứng cạnh vợ tôi được. Thứ hai, không bao giờ nói lời yêu tới hai người con gái trong cùng một khoảng thời gian."